Xin chào bạn, mình là Đặng Trọng Khang, người chia sẻ về phương pháp đầu tư chứng khoán theo luật nhân quả. Mình đã có thâm niên thực tế đầu tư liên tục trên thị trường chứng khoán Việt Nam hơn 10 năm, từ năm 2006 đến nay. Và trong thời gian đấy, mình đã chứng kiến rất là nhiều nhà đầu tư chứng khoán và mình đã trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm trên thị trường này. Thực tế thì hầu hết mọi người tham gia đầu tư chứng khoán với một cái niềm tin sai lầm, với những cái thói quen sai lầm, không có những kiến thức đúng về đầu tư chứng khoán, không có một cái phương pháp rõ ràng và hiệu quả để tham gia đầu tư vào thị trường này, không có những cái người hướng dẫn thật sự chất lượng để giúp họ có thể tiến xa trên cái con đường đầu tư và kiếm tiền. Vậy thì bí mật của nhóm 5% những nhà đầu tư chứng khoán mà chiến thắng và kiếm được nhiều tiền trên thị trường chứng khoán là gì? Hôm nay Khang rất là hân hạnh giới thiệu với các bạn khóa học tự do tài chính cùng chứng khoán. Và sau khi tham gia chương trình này, bạn sẽ xây dựng được một cái hệ thống niềm tin tốt và nhận được những kiến thức đúng và hiệu quả trên thị trường chứng khoán. Hiểu được thị trường chứng khoán có 4 cái nguồn thu nhập chính rất tuyệt vời, có 5 cái ưu thế rất là mạnh mẽ của thị trường chứng khoán. Sẽ sở hữu được cái nguyên lý đầu tư chứng khoán tiên tiến nhất, hiệu quả nhất hiện nay. Sẽ nhận được một cái công thức đầu tư tuyệt vời giúp bạn đều đặn kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán, biết cách để mua được những cổ phiếu mà có cái khả năng tăng giá từ vài phần trăm đến vài chục phần trăm đến vài trăm phần trăm mỗi năm trên thị trường chứng khoán. Và đặc biệt sau chương trình đấy, bạn sẽ nhận được một cái hệ thống hỗ trợ lâu dài và chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại cùng nhau.